tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Theo các phương tiện truyền thông Iran, hai ngày qua đánh dấu một trong những cuộc gia tăng bạo lực lớn nhất tại Beirut, Liban, khi Israel tiến hành hàng loạt cuộc không kích dữ dội vào các khu vực ở Liban. Những cuộc tấn công này nhằm vào phong trào Hezbollah và Israel cho biết mục tiêu là các kho vũ khí bị cáo buộc nằm dưới các tòa nhà dân cư. Truyền thông Israel đưa tin rằng thủ lĩnh Hezbollah Seyed Hassan Nasrallah cũng là mục tiêu và lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận vào sáng ngày 28 tháng 9 rằng ông Nasrallah đã thiệt mạng sau những vụ không kích. Các cuộc tấn công cũng khiến hàng chục người thương vong, tạo ra một làn sóng phản ứng không chỉ tại Liban mà còn khắp khu vực Trung Đông, đặc biệt là từ phía Iran. Iran đã ngay lập tức phản ứng về các cuộc tấn công của Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 28 tháng 9 đã lên tiếng chỉ trích hành động này, gọi đây là một tội ác chiến tranh, nhấn mạnh rằng cuộc không kích của Israel không chỉ là hành động quân sự đơn thuần, mà là sự gia tăng đáng lo ngại trong khu vực, nhắm vào cả Liban và Palestine. Ông Pezeshkian cũng gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Liban, đồng thời khẳng định Iran sẽ luôn đứng về phía phong trào Hezbollah ở Liban. Tổng thống Iran cũng phàn nàn rằng cộng đồng quốc tế vì sự bất lực trong việc ngăn chặn các hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Israel, kêu gọi các quốc gia Hồi giáo và các nước trên thế giới lên án mạnh mẽ cuộc không kích này và yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch của Israel đối với Liban. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ phản đối cuộc tấn công của Israel và cáo buộc Mỹ đồng lõa trong vụ việc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho rằng cuộc tấn công của Israel là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và Mỹ phải chịu trách nhiệm vì cung cấp vũ khí và hậu thuẫn cho Israel. Ông Kanaani lưu ý rằng lời kêu gọi ngừng bắn của Mỹ chỉ là sự lừa dối nhằm câu giờ cho Israel tiếp tục chiến dịch quân sự. Ông Kanaani cũng bày tỏ sự thất vọng trước phản ứng mờ nhạt của cộng đồng quốc tế đối với các hành động mà Israel đã và đang gây ra. Theo ông, sự im lặng của các tổ chức quốc tế trước những hành động này đã tạo điều kiện cho Israel tiếp tục các hành vi bạo lực ở cả Palestine và Liban. Trong khi đó, đại sứ Iran tại Liban mô tả cuộc không kích của Israel vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut là một hành động gia tăng nghiêm trọng, làm thay đổi cục diện, cảnh báo rằng Tel Aviv sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt vì cuộc tấn công đẫm máu này. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah có mật danh là trật tự mới, theo tờ The Times of Israel. Trong một tuyên bố, IDF cho biết, cùng với ông Nasrallah, chỉ huy mặt trận phía nam của Hezbollah Ali Karaki, người sống sót sau một nỗ lực ám sát gần đây, cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích, cùng với các chỉ huy cấp cao khác trong nhóm này. Theo IDF, ông Hassan Nasrallah là mục tiêu của hàng chục quả bom xuyên phá bong ke do máy bay chiến đấu của quân đội Israel thả xuống khi ông đang ở trụ sở chính của Hezbollah tại vùng ngoại ô phía nam Beirut, một thành trì của Hezbollah được gọi là Dahiye. IDF nêu rõ, cuộc tấn công đã được thực hiện khi các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah đang ở trụ sở chính và tham gia vào việc điều phối các hoạt động tấn công Israel. Tờ The Times of Israel nêu rõ, phản ứng duy nhất cho đến nay từ Hezbollah là tiếp tục bắn tên lửa vào miền bắc Israel, cũng như bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào Tel Aviv và tên lửa tầm xa vào bờ Tây. Sự bối cảnh xung đột Israel-Hezbollah leo thang trong thời gian gần đây và có nguy cơ lan rộng ra khắp khu vực, giải pháp đàm phán hòa bình hay một cuộc tấn công trả đũa đều buộc Iran phải trả một cái giá đắt. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh Iran cần một câu trả lời từ Tel Aviv sau khi Liban phải hứng chịu những đợt không kích dữ dội trong những ngày qua. Tuy nhiên, thay vì tuyên bố sẽ trả thù, Tổng thống Pezeshkian bày tỏ thiện chí tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tất cả mọi người và không có ý định xung đột với bất kỳ quốc gia nào, đồng thời cho biết sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với phương Tây nhằm xoa dịu nỗi lo ngại của các nước này về nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Trước đó, trong ngày 23 tháng 9, Tổng thống Pezeshkian cũng nói với báo giới tại New York rằng Israel đang tìm cách lôi kéo Iran vào một cuộc chiến tranh, nhưng Iran sẵn sàng xoa dịu căng thẳng với Israel và hạ vũ khí nếu Israel cũng làm như vậy. Giống như nhà lãnh đạo Iran, các quan chức cấp cao khác của Tehran và các chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cũng bất ngờ tỏ ra kiềm chế khi nhắc đến ý định đáp trả Israel. Điều đáng chú ý là ngay cả Đại giáo chủ Khamenei cũng không đề cập đến bất kỳ kế hoạch trả thù hay đe dọa nào đối với Israel. Trong cuộc gặp với những phát biểu cho các cựu chiến binh vào tuần này, một điều được xem là khá bất thường đối với ông Khamenei. Theo BBC, dù Iran đã trang bị vũ khí, tài trợ và huấn luyện binh sĩ cho cả hai nhóm vũ trang Hamas và Hezbollah,
nhưng giới lãnh đạo Tehran coi Hezbollah như một hàng rào phòng thủ nhằm ngăn chặn xung đột tràn qua biên giới Iran. Tuần trước, đại sứ Iran tại Liban, ông Mostaba Amani đã bị thương nặng khi máy nhắn tin của ông phát nổ tại đại sứ quán ở Beirut. Hàng ngàn máy nhắn tin và bộ đàm khác do các thành viên của Hezbollah sử dụng cũng phát nổ trong hai vụ tấn công khiến tổng cộng 39 người thiệt mạng. Iran đã đổ lỗi cho Israel nhưng không đưa ra lời đe dọa trả đũa ngay lập tức. Động thái này trái ngược với những gì đã diễn ra vào tháng 4 vừa qua, khi Iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái UAV và tên lửa vào lãnh thổ Israel trong đêm, nhằm đáp trả cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran tại Damas, khiến 8 chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thiệt mạng. Sau đó, Iran cũng tuyên bố sẽ trả đũa sau khi đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào cuối tháng 7, mặc dù nước này vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động nào. Chia sẻ với BBC, một cựu chỉ huy của IRGC giấu tên cho biết, việc liên tục đe dọa Israel mà không thực hiện đã làm tổn hại thêm uy tín của lực lượng này trong số những người ủng hộ ở Iran và các lực lượng ủy nhiệm ở nước ngoài. Nhiều nhà quan sát lập luận rằng có vẻ như Iran đang lo ngại rằng việc tấn công Israel có thể gây ra phản ứng quân sự của Mỹ, kéo đất nước này vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Với nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ và tình hình bất ổn trong nước, một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ nhằm vào IRGC có thể làm suy yếu thêm bộ máy an ninh của Iran và khiến những thế lực đối lập nổi dậy một lần nữa. Tuy nhiên, việc Iran kiềm chế không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Hezbollah với Israel có thể gửi đi một tín hiệu xấu tới các đồng minh khác trong khu vực rằng, trong thời điểm khủng hoảng, Tehran đã ưu tiên sự sống còn và lợi ích của chính mình hơn lợi ích của họ. Nhà báo Jiyagon của BBC nhận định, điều này có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Iran trong các liên minh và trên khắp khu vực. Trong những ngày gần đây, Hezbollah đã thúc giục Iran tiến hành một cuộc tấn công chống Israel khi giao tranh giữa nhóm vũ trang ở Liban này và quân đội Israel leo thang mạnh. Song, cho tới giờ, Iran vẫn kiềm chế. Hai quan chức Israel và một nhà ngoại giao phương Tây nói với hãng tin Axios của Mỹ. Họ cho biết thêm, Iran đã khước từ đề nghị của Hezbollah với lý do hiện chưa phải thời điểm thích hợp vì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang ở New York để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo các quan chức trên, nếu Iran tấn công trực tiếp vào Israel thì khu vực sẽ mất ổn định hơn nữa và thậm chí có thể kéo Mỹ vào cuộc. Trong cuộc họp báo ngắn với các phóng viên vào ngày 23 tháng 9, Tổng thống Iran Pezeshkian cho hay Israel là bên muốn mở rộng xung đột ở khu vực và nhấn mạnh Iran không muốn rơi vào cái bẫy này. Trước đó, một quan chức cấp cao của Israel tuyên bố nội các an ninh đã chỉ thị cho lực lượng phòng vệ Israel IDF là tránh các động thái có thể tạo cho Iran lý do hoặc cái cớ để tham chiến. Hiện phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc và người phát ngôn của Hezbollah không trả lời yêu cầu bình luận. Israel và Hezbollah đã giao tranh dữ dội trong hai tuần qua. Đây là cuộc xung đột lớn nhất giữa hai bên kể từ cuộc chiến năm 2006 ở Liban. Các cuộc tấn công của Israel vào hàng nghìn mục tiêu của Hezbollah tại Liban đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, trong đó nhiều người là thường dân và khiến hàng nghìn người bị thương. Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi Nam Liban. Thứ Ba, ngày 24 tháng 9, IDF đã mở một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban, tiêu diệt người đứng đầu lực lượng tên lửa rocket của Hezbollah là Ibrahim Kubasi. Hơn 1 triệu người Israel từ khu vực Haifa đến biên giới với Liban đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà Hezbollah phóng đi để chống lại Israel. Hầu hết đã bị chặn lại nhưng vẫn có một số người bị thương. Theo hãng tin CNN, ngày 25 tháng 9, Israel đã chặn tên lửa do Hezbollah bắn vào gần Tel Aviv, một cuộc tấn công chưa từng có của nhóm vươn sâu vào các trung tâm thương mại của Israel và đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc xung đột giữa hai bên. Người dân ở Tel Aviv và thành phố miền trung Netanya thức dậy vì tiếng còi báo động khi Israel thông báo hệ thống phòng không của nước này đã chặn một tên lửa đất đối đất. Quân đội Israel thông tin, đây là lần đầu tiên một tên lửa do Hezbollah bắn bay gần thành phố. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong trong cuộc tấn công mới nhất của Hezbollah. Nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo Quds-1 nhắm vào trụ sở của cơ quan tình báo Mossad của Israel. Mossad bị cáo buộc gây ra các cuộc tấn công nhằm vào các thành viên của Hezbollah, trong đó có vụ nổ phối hợp hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm vào tuần trước. Đây được cho là tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Hezbollah phóng về phía Israel và được bắn để ủng hộ những người Palestine kiên cường ở Gaza, cũng như bảo vệ Liban và người dân của đất nước. Theo quân đội Israel, tên lửa đã bị chặn gần Tel Aviv, thành phố có hơn 4 triệu người trên bờ biển Địa Trung Hải. Lực lượng không quân Israel đã đáp trả bằng cách tấn công bệ phóng của tên lửa này ở khu vực Nafakiev, miền nam Liban.
Người phát ngôn quân đội Israel Nadav Sosani mô tả tên lửa của Hezbollah bắn gần Tel Aviv là nặng và tầm xa. Ông nói, đây là lần đầu tiên Hezbollah bắn về phía Tel Aviv. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Liban cũng sẽ dẫn đến một cuộc tấn công vào trung tâm kinh tế của Israel. Quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 280 mục tiêu của Hezbollah ở Liban trong ngày 25 tháng 9, kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và nhóm Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023 ở Gaza. Hezbollah đã bắn hàng trăm quả tên lửa và máy bay không người lái từ Liban vào miền bắc Israel. Vụ đánh chặn tên lửa của Hezbollah gần Tel Aviv diễn ra vài ngày sau khi các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah khiến hơn 500 người trên khắp Liban thiệt mạng. Ngày 23 tháng 9 là ngày chết chóc nhất của Liban trong gần hai thập kỷ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24 tháng 9 cho biết Hezbollah không thể đơn độc chống lại Israel trong bối cảnh Israel đã tiến hành các cuộc không kích với quy mô lớn nhằm vào lực lượng này tại Liban trong hai ngày qua kể từ năm 2006. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, ông Pezeshkian cho rằng Hezbollah không thể đơn độc chống lại một quốc gia đang được Mỹ và các nước phương Tây bảo vệ và cung cấp hỗ trợ. Tổng thống Iran cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế không để Liban trở thành một Gaza khác. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ sát cánh cùng người dân Liban và Palestine, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động ngay lập tức để ngăn chặn sự gia tăng của Israel. Trong một diễn biến liên quan, Ai Cập, Iraq và Jordan ngày 25 tháng 9 đã ra tuyên bố chung lên án hành động xâm lược của Israel đối với Liban, cảnh báo rằng hành động này đang đẩy Trung Đông đến bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Tuyên bố chung của cả ba quốc gia cũng cho rằng việc ngăn chặn sự gia tăng nguy hiểm đang diễn ra tại khu vực cần bắt đầu bằng việc ngăn chặn hành động xâm lược của Israel ở dải Gaza. Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc không kích của Israel vào Liban trong hai ngày qua đã khiến 558 người thiệt mạng và 1.835 người khác bị thương, trong đó có nhiều dân thường. Trong một diễn biến liên quan, Hezbollah cho biết họ đã phóng tên lửa từ Liban nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel ngay bên ngoài Tel Aviv. Trong một tuyên bố, Hezbollah nêu rõ, lực lượng kháng chiến Hồi giáo đã phóng tên lửa K-1 vào lúc 6 giờ 30 ngày 25 tháng 9 nhằm vào trụ sở Mossad ở ngoại ô Tel Aviv. Đây là lần tấn công xa nhất của Hezbollah cho đến nay và động thái trả thù trực tiếp cho các cuộc tấn công vào máy nhắn tin, bộ đàm hồi tuần trước. Hezbollah cáo buộc Mossad đã thực hiện các vụ ám sát lãnh đạo của Hezbollah và kích nổ các máy nhắn tin, bộ đàm. Quân đội Israel nói rằng đây là lần đầu tiên một tên lửa do Hezbollah phóng đã bay đến khu vực Tel Aviv trước khi bị hệ thống phòng thủ trên không đánh chặn. Không có báo cáo về thương vong từ vụ tấn công. Người phát ngôn quốc tế của lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tá Nadav Sosani cho biết, Hezbollah tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào trụ sở Mossad, nhưng ông cho biết tên lửa đã nhắm vào một khu vực khác của thành phố. Ông Sosani nói, trụ sở Mossad không nằm ở khu vực đó, nó nằm ở phía đông và phía bắc của khu vực đó. Tên lửa của họ đã kích hoạt cảnh báo ở Netanya và Tel Aviv dọc theo bờ biển. Ông Sosani cáo buộc, Hezbollah chắc chắn đang cố gắng gia tăng tình hình, nhưng nhấn mạnh rằng Israel coi mọi cuộc tấn công nhằm vào công dân của mình là mối đe dọa ngang nhau, dù ở Haifa hay Tel Aviv. Ông Sosani tuyên bố, bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Israel đều là điều chúng tôi không chấp nhận, và chúng tôi có kế hoạch hành động để tự vệ và loại bỏ mối đe dọa. Theo kênh Al Jazeera của Qatar, động thái của Hezbollah gửi đi một thông điệp của Hezbollah, không giảm gia tăng căng thẳng, không ngoại giao, chỉ có Hezbollah và quân đội Israel tấn công lẫn nhau. Trước mắt, Hezbollah mới chỉ phóng một tên lửa, vì vậy rất có khả năng đây là một thông điệp từ Hezbollah rằng họ vẫn có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo. Quân đội Israel tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa đã đánh chặn tên lửa này. Nỗi lo của phía Israel là hệ thống phòng thủ tên lửa có thể bị quá tải. Họ phải bắn một tên lửa để bắn hạ một tên lửa từ đối phương. Vì vậy, nếu số lượng tên lửa được phóng nhiều hơn khả năng xử lý hệ thống phòng thủ, một số tên lửa đó sẽ rơi xuống Tel Aviv.